Xin chào các bạn, hôm nay rất là vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn ơi, mình đi tập thể dục á, mà rồi mình đi ngang con đoạn đường này nè, mình quẹo vào đây mình quay cho các bạn xem đoạn đường này có rất là nhiều cây hoa anh đào nở rất là đẹp các bạn. Dài theo con đường này hai bên đều là những cây hoa anh đào nở nhiều lắm các bạn. Anh Nhật hiện tại thì đang chuẩn bị hết tháng 3 cho bước sang tháng 4 á các bạn. Thì không khí rất là trong lành mát mẻ. Vào tháng này mình chạy đạp xe đạp, tập thể dục rất là thoải mái các bạn. Không khí rất là trong lành. Và mình vừa đạp vừa ngắm hoa rất là thoải mái các bạn. Tinh thần rất là sảng khoái lắm. Mình mê bộ môn xe đạp là bởi vì vậy nè các bạn. Cứ mình đạp xe đạp, mình tập thể dục rồi mình được tham quan rồi ngắm những khung cảnh rất là đẹp các bạn, rất là thoải mái, nên mình rất là yêu thích bộ môn xe đạp này lắm. Bộ môn xe đạp nó không những đem lại cho mình một cái sức khỏe, rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Thứ nhất là mình đạp nhiều á, hai cái đầu gối mình nè, những cái khớp gối này nè, nó rất là tốt cho cái chân mình lắm các bạn. Và mình hít thở rất là khỏe, tim mạch nó rất là tốt. Mỗi lần mình vận động đạp xe đạp nhiều á các bạn, tối về mình ngủ ngon giấc lắm các bạn, sáng lại tinh thần rất là sảng khoái. Mình khuyên các bạn nếu như các bạn sử dụng xe ô tô nhiều á, đi xe hơi nhiều, thì các bạn cũng nên dành khoảng chừng 1 tiếng hoặc là 45 phút các bạn sử dụng đạp xe đạp. Nó mang lại sức khỏe cho mình rất là tốt lắm các bạn. Đây mình dừng xe lại đây, mình kể cho các bạn một câu chuyện. Mình có một người bạn mang bệnh tim các bạn. Tim đập nhanh hay mệt á, thì sau khi xem những cái clip mà làm chạy xe đạp tập thể dục nè, rồi bạn mình bắt chước tập đi bằng xe đạp mỗi khi đi làm á, rồi sử dụng bằng xe đạp, không còn đi sử dụng bằng thợ điện hoặc là đi bằng xe gắn máy nữa. Thì sau một thời gian tập thể dục đi bằng xe đạp á, thì rất là hiệu quả. Tim mạch rất là tốt. Mình mới gặp lại bạn mình mấy bữa nay mà bạn mình khen nhờ sử dụng xe đạp mỗi ngày đi làm các bạn, rồi tim mạch nó nhịp tim nó trở lại bình thường, nó không còn đập nhanh với lại khó thở nữa. Và tối về ngủ rất là ngon và ăn rất là nhiều các bạn. Mình thấy mua bộ môn xe đạp này nè các bạn, nếu mà chạy đường trường không thì thấy nó cũng bình thường. Nếu mà có những cái dốc mà cao á, các bạn cố gắng đạp lên rồi đạp xuống, đạp lên đạp xuống những con dốc cao á, thì nó rất là hiệu quả các bạn. Tim mạch của mình nó rất là tốt. Mình mong rằng clip này chia sẻ hôm nay có hữu ích đến các bạn. Xin chúc các bạn có những ngày đạp xe đạp, tập thể dục vui vẻ và có những con đường thật là đẹp, và luôn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn luôn dành thời gian xem video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.